Thưa quý vị, trong hôm nay miền Bắc lại có thêm một sóng lạnh mới bổ sung dưới tác động của sóng lạnh tăng cường này. Đêm nay miền Bắc sẽ trở lại với trạng thái ít đến quang mây, nền nhiệt đêm giảm thấp trở lại. Khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc nhiệt độ quay lại ngưỡng từ 10 đến 12 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm còn từ 13 đến 14 độ. Sang ngày mai, miền Bắc trời tạnh ráo, nắng khô, nhiệt độ trưa chiều tăng nhanh, dao động ở mức 18 đến 21 độ. Cùng với đó là độ ẩm giảm thấp, nhất là thời điểm trưa và chiều, với nhiều nơi độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống ở mức 25 đến 35%. Khối không khí lạnh tăng cường duy trì tình trạng rét sâu ở hầu khắp các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Thấp nhất đêm nay và sáng sớm ngày mai ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chỉ khoảng từ 13 đến 17 độ. Đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở mức từ 18 đến 22 độ. Sang ngày mai, hầu khắp các tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục duy trì tình trạng mây nhiều, ít mưa nhưng nhiệt độ vẫn thấp, rét dưới 23 độ kéo dài ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Định, nhiệt độ cũng chỉ khoảng từ 23 đến 25 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận có nắng nhiệt độ cao từ 26 đến 30 độ. Không chỉ Bắc Bộ, miền Trung mà người dân Nam Bộ và Tây Nguyên cũng cảm nhận được cái rét của không khí lạnh miền Bắc tràn tới. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 14 đến 16 độ. Đối với các tỉnh Nam Bộ, vùng miền Đông trời còn rét nhẹ khi nhiệt độ giảm còn từ 18 đến 21 độ. Đối với các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cũng chỉ ở mức 21 đến 22 độ trời lạnh. Trong ngày mai, Nam Bộ và Tây Nguyên khô ráo, trời nắng sớm, cường độ nắng không mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên vẫn thấp từ 25 đến 28 độ, ở khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 32 độ. Trên biển, khối khí lạnh tiếp tục duy trì trường gió đông bắc mạnh trên nhiều vùng của Biển Đông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây, khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét biển động mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.